Trên đường di thỉnh kinh, Bát Giới đột nhiên hỏi Ngộ Không: "Sư huynh à, hồi còn ở Thiên Đình, ta đã nghe nói, trong số chúng ta, chỉ có huynh đã từng trèo đèo lội suối sang Tây Thiên tầm sư, nhờ thế mới học được phép thuật mà gia tăng tu vi. Qua mấy trăm năm, dẫu giang sơn có chút khác lạ, nhưng chắc huynh vẫn biết đường ngắn nhất phải không, chứ đi bộ thế này vất vả quá." Ngộ Không quay lại nhìn Trư Bát Giới đang khệ nệ vác cái bụng to vệ, đi từng bước nặng nề thì thủng thỉnh đáp: "Đúng là trước đây ta đã từng một mình đi về phía Tây học đạo, nhưng lần này đường đi khác, ta cũng đâu có biết." "Tại sao lại như vậy? Đường đi cũ đã thuộc rồi, sao không đi đường cũ cho tiết kiệm thời gian?" Lão Trư cũng bớt mệt nhọc. Tôn Ngộ Không lúc này mới từ tốn đáp: "Khi xưa, ta đi xuôi xuống phía Nam, học lỏm cách đóng bè của tộc Bách Việt, rồi men theo dòng hải lưu xuôi về biển phía Tây, mất 7 năm mới sang được Thiên Trúc. Khi học thành tiên, ta dùng phép cân đổ vân bay về, chứ không đi theo đường cũ nữa." Trư Bát Giới vẫn thắc mắc: "Ủa là sao? Chí ít cũng là biết đường sang đó, ta đi bộ sao nhanh bằng đi thuyền?" Tôn Ngộ Không khẽ cười đáp: "Nhà ngươi lúc đó ở Thiên Đình nên không biết đó thôi. Sau khi ta học thành thục phép tiên, lấy được pháp khí, kết giao với 6 đại yêu quái quanh Hoa Quả Sơn, xưng danh thất đại thánh, danh vang uy trấn khắp yêu giới, nhưng chưa bao giờ dám xuống phía Nam cả." "Tại sao lại như vậy, đại ca?" Bát Giới mở to mắt, tò mò. "Sau khi ta tu luyện xong, vùng phía Nam đã không còn như xưa. Có 8 tên đại yêu ma cùng nhau tập hợp tại Vương Càn Sơn, viết tắt là VCS, chiếm cứ đất đai, đóng hết cửa biển, lại chia ra 32 tên tiểu ma đầu trấn giữ mỗi trấn. Thần tiên hay yêu ma khác đều bị dẹp đi hết. Đến Quan Âm Bồ Tát cũng phải chuyển sang hòn đảo nhỏ ở Đông Hải để yên bề tu luyện. Ai ai cũng đều kinh sợ mà gọi chúng là Nam Việt Bát Đại Bố Đạn. Bố Đạn Đại Vương, sao cái tên này nghe quen lắm. Hồi còn làm ở Thiên Đình, hình như đệ cũng đã từng nghe qua danh xưng đó." Trư Bát Giới gãi đầu suy nghĩ. Ngộ Không bèn cười nói: "Đúng là như vậy, Bố Đạn Đại Vương ở Nam Việt không phải là một cái tên cụ thể, đó là một danh xưng của những yêu ma học được phép Bố Đạn. Năm xưa, có vị tiên nhân tên là Phiêu Phiêu Chân Nhân, du du từ miền Úc Châu về đất Nam Việt, thu nạp năm đồ đệ để luyện phép thượng cổ phòng thủ trận. Thế nhưng, luyện tập chưa lâu thì 3 trong số 5 đồ đệ đó lại học phép Bố Đạn, tác oai tác quái. Phiêu Phiêu Chân Nhân quá chán nản nên không dạy nữa, bỏ về thiên giới, gia nhập đạo phái khác. Từ đó, trận pháp thượng cổ cũng lụi tàn. Mấy trăm năm sau, có mấy con tinh gà trống vừa mới tu thành tiên, vừa được phong chức Sương Băng Tiên Cô, hay gọi là SBTC. Thế nhưng chúng lại đi theo con đường tà đạo, học phép Bố Đạn, hùng bá cả một phương suốt mấy trăm năm. Vậy có ai trị bọn chúng sao, sư huynh?" Ngộ Không lắc đầu đáp: "Sư phụ ta có từng nói, Bố Đạn là một loại cổ thuật từ thời hỗn hoang, yêu ma hay thần tiên muốn luyện được phép này phải hy sinh đi mọi tu vi, đạo hạnh. Một khi đã đi vào con đường này bị phát hiện, sẽ ngay lập tức hồn bay phách tán, không thể luân hồi. Nhưng ngược lại, chúng sẽ được bàn sức mạnh của Đô Long An Thần Ma, đại ma đầu có từ thời bàn cổ. Ngay cả sư huynh ta là Hỗn Thiên Đại Thánh Bằng Ma Vương, mang trong mình huyết mạch Phượng Hoàng bàn cổ, đã từng thử giao chiến với tên Giảo Anh Ma Vương, nhưng cũng nhanh chóng nhận thất bại. Không ai có thể chống lại được sức mạnh Đô La Thần Ma, vậy cứ để chúng hoành hành như vậy sao, sư huynh?" Ngộ Không đáp: "Khổng Tử nói rồi, người không có liêm thì không bằng súc vật. Bọn lấy từ bỏ liêm sĩ của mình theo đường Bố Đạn, sớm muộn gì cũng bị trừng trị thôi. Quan trọng nhất là hãy giữ mình thanh sạch đã. Đi thỉnh kinh cũng là một cách để chúng ta liêm hơn, thế nên đừng nhiều chuyện nữa, con heo này."